Hi, xin chào bạn. Anh em mình vừa mới đi ở trên sông về nhưng mà chung là khổ lắm, ăn bữa sáng lo bữa trưa, ăn bữa trưa lo bữa tối. Hôm nay anh em mình tiếp tục review món gì anh ăn nhỉ? Về Châu Đốc thì chúng ta ăn đặc sản Châu Đốc, mình có cá. Rất là nhiều cá nhưng mà đặc biệt mùa này là cá linh rất là nhiều trong mùa nước nổi. Cá linh thì lẩu mắm cá linh nè. Lẩu mắm cá linh chiên giòn nè. Canh chua cá linh nè. Wow. Mình làm full combo cá linh luôn. Combo cá linh. Đấy, bởi vì hôm nay thì anh em có lăng thang trên sông mua rất nhiều cá nhưng mà mình không có đồ để chế biến nên là hôm nay nhất định là tối nay sẽ làm món full đồ đặc sản ở đây. Ok, giờ anh em mình đi chợ để mua những cái đồ mà còn thiếu các bạn nhé. Đặc biệt là lẩu mắm nha. Lẩu mắm thì nó rất nhiều loại cá, thịt, hải sản, rau các loại. Thì nếu mà về Châu Đốc thì chúng ta sẽ thưởng thức cái lẩu mắm. Anh An có một khách sạn cũng tương đối là đẹp các bạn ạ. Mình đang nghỉ ở đấy. Vậy là ở đấy là gần núi Cấm đúng không anh? Gần núi Sam. Núi Sam. Sau một hồi di chuyển thì anh em mình cũng đến chợ Châu Đốc. Nhưng mà khu này là nó có mấy khu này hả anh? Khu này thì nó bán nhiều loại thịt thà, cá mắm đầy đủ. Thế bây giờ mình đi mua cái gì ạ? Giờ thì mình mua mắm trước đi ha. Mua mắm trước hả anh? Ok. Cái chợ này giống kiểu là rất là cổ ấy anh. Chợ này có lâu chưa hả? Xong hỉ. Thôi, anh thấy cái mạng biển ấy giống như ngày xưa ấy nhỉ? Ui nhiều mắm thế. Mắm linh, cá chốt, cá không, mắm mà. Dạ đúng mắm rồi, là mắm cái cá này gì là anh mắm anh? Cá linh. Cá linh dạ. Còn cái này là mắm cá sặc, là hai thứ này hòa với nhau là mình nấu lẩu mắm. Cho anh nặng ký, nặng ký. Rồi. Cái này thì bao tiền một cân hả anh? Dạ một cân vậy là mình bán 70. 70 nghìn một cân? Dạ. Ồ, rẻ nha. Dạ. Thế còn mắm cá sặc. Còn đây là mắm cá gì đây? Cá chốt. Cá chốt à. Còn đây cũng là mắm à hay là cái gì? Cá chốt. Rất nhiều mắm nhỉ. Cái này nè. Dạ. Xong cho tóc mỡ này kêu vô chị hết rồi. Trời ngon lắm. Thế à? Cá lóc nguyên con. Bên đây có ba khía. Dạ có ba khía luôn. Nè, quay. Hàng mắm gì này thì ngon lắm. Mắm này là mình ủ lâu chưa chị? Lâu thời gian mới bán được. Mình tự ủ luôn à hay sao? Dạ đúng rồi, tự luôn, tự làm luôn mà nhiều lắm. Mình tự làm, tặng cho cá nó lâu ngày á, mình nó xoay nước nó rã thịt ra nó ngon. Từ ngày gặp anh cua mình mê cái món lẩu mắm chứ ngày xưa là mình đi qua là mình mùi là mình không dám xơi đâu. Đặc sản miền Tây. Cô gái Los Angeles. Mắm ở dưới em còn có một cái kiểu là những cái con mắm này. Xong rồi bắt chanh lên, trộn xíu đường, xíu bột ngọt. Có thể ăn sống luôn. Có thể ăn sống luôn. Cái này là mắm cá gì đây? Cái đó là mắm thái thịt cá lóc. Mình ăn chung với thịt luộc, rau sống, mình cặp vô á. Mình cuốn bánh tráng. Kẹp ăn cùng đúng không? Đúng rồi. Fan của Phan Diễm à? Khán giả Phan Diễm à? Chào Cương. Kìa. Coi thân thiết. Còn có là đăng ký kênh rồi đấy. Cô bán cái gì để em Diễm đến ủng hộ cô nào? Cho anh ký mắm thái luôn nha Cương. Dạ. Đây là hiệu của cô Cương. Vâng. Đây là cái gì đây? Đây là cá gì đây? Anh nào anh? Cái này này. Cái này là đu rủ nhuyễn. Đu rủ? Đu rủ sợ nhuyễn. Mình ăn có thể mà cá này nó thịt nhiều quá đó, mình sẽ bị ngán, mình trộn hai thứ hòa đều với nhau mình ăn nó dễ hơn. Thì ra là thế. Dạ. Thế còn cái này là gì đây?
Cái này là mắm cá chốt trộn đu đủ. À trộn sẵn rồi. À trộn sẵn, cái này mình cũng ăn sống. Anh ơi, à. Chị ơi thử con đũa được không? Được. Nghe cái mùa nấu nước miếng cực cực. Hay đấy. Quá. Nè, thử đi. Xin phép nha. Rồi, cầm đi. Rồi. Ăn sống luôn hả Diễm? Ăn thử luôn. Ôi, miền Tây là ngon lắm anh ơi, không sợ gì luôn. Anh hãy thử không? Không, anh mời em. Anh nhìn thấy có vẻ nó hơi... Ủa, của chị nó hơi hơi hở. Đó, à, đó. Hơi hở để những người mà như anh em mình thử là không được. Uy tín à? Xong hỉ làm miếng. Làm miếng sâu sâu của em. Ngon quá, mắm nhà chị ngon quá. Uh-huh. Muốn ngon nữa mình đi đi đâu mà rồi. Mình có hai đứa em này đi chợ ấy, là mình không sợ thì bị lỗ. Mỗi đứa cứ hả? À thế à? Thế bảo là anh ấy bảo là chị hay bỏ xỉ ở đây mà. Dạ đúng rồi. Chị bỏ xỉ bên Sài Gòn không? Có. Dạ. À, bên trong là mình chứa đồ để bỏ xỉ luôn nè. Bạn em nó bán mắm chứ không em mua của chị rồi. Cái này 2 kg cái linh, 1 kg linh cái sặc với 1 kg bao tiền em gửi thái. Rồi. Rồi. Bao tiền ạ? À cái này mắm thái 140. Còn 2 kg để làm quà tặng. À 2 kg để làm quà tặng. Ôi trời. Có sao đâu. 2 kg là quà tặng. Rồi. Chỉ tính như 1 kg kia thôi, chỉ tính hết đi. Một tiếng tiền. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Cho em gỡ 340, 360, cái kia mắm thái 140, còn 2 kg là em tặng. Ồ, quá tuyệt vời, bà chủ uy tín đấy. Còn tặng cả đồ của mình cơ mà. Thế bên bên này là mua cái gì ủng hộ khán giả? Cà pháo với lại là sao tên? Dạ, tặng Linh với Sặc về làm lẩu mắm. Hay quá. Thế này hôm nào mình về thì mình sẽ ra đây mua để làm quà. Dạ. Ăn là biết ăn mắm mà thấy là chảy nước miếng. Thử đi, ngon lắm. Nó hơi ngọt ngọt nha. Wow, ui con. Lươn đồng luôn hả chị? Lươn này mình làm món gì đấy hả chị? Lươn đồng luôn, ta rất ủ được nhé. Cái này mình nấu canh chua lươn. À. Mà lươn nấu mẻ này kia. À. Lươn lươn. Em là hay làm món lươn kiểu gì? Em làm thường là nướng. Nướng thì chắc thì nó ngon hơn. Nướng à? Ngọt hơn. Dạ. Chú ơi, nhớ hết làm. Khoan. Cái lươn này mình lấy nhiều hay lấy ít? Lẩu mắm. Lẩu mắm à? Lấy bao nhiêu con? Thôi, ký thôi, ký thôi. Tại vì có nhiều đồ ăn lắm chị, có cá nữa. Một ký okay. À, một ký à, nó cũng bự đi. Cá rồi tôm nữa. Đúng rồi. Ký thôi. À, làm thịt luôn giúp mình đúng không? Ở đây là khu hải sản các bạn ạ. Đấy, để chuẩn bị một nồi lẩu mắm thì khá là công phu. Tôm này. Tôm này nó tôm càng xanh. Càng xanh. Còn cá gì đây, cá diếc à? Cá mè, mè hôi. Mè hôi á? Dạ đúng rồi, cá mè hôi. Mè Vinh hả? Mè hôi. Cá ấy đúng không? Cá này là cha. Cá... Không. Cá hú hả? Cá hú à? Cá hú. Nó giống thịt con cá ba sa. À, bên đây là hải sản này. Dạ, ốc lát. Ốc lát, ốc lát. Ốc lát. Ốc lát. Còn ốc này là ốc lát nhỏ. Ốc lát đồng, ốc lát nghe lớn, cắt nhỏ. Lên, lên, lên này đi. Ốc này là bao tiền một cân hả chị? Cá 50 ngàn. 2 kg cờ tím, 2 kg. À cái khổ hoa ở trong này. Đóng lẩu mắm. À cái này là mướp đắng nha anh em nhé. À, mướp đắng. Bác một loại là mướp đắng nha. Cờ tím. Cờ tím mình nhúng vào lẩu nha. Nóng. Qua bông súng nha. Bông súng à? Bông súng này bông súng đồng hả chị? Bông súng trồng như này nó mới to này đúng không? Còn nếu mà bông súng tự nhiên thì như hôm qua ăn nhà mình cái, thì nó cái này là đồng. À đồng. Thiên nhiên đó anh. À thiên nhiên thì gì? Dạ đúng rồi. Cái bông súng hôm qua mình ăn là bông súng me. À. Nó nhỏ lắm. Cái này là đồng. Dạ. Cái này là rau muống đồng luôn nè. Đâu em? À ok. Còn rau muống tàu thì nó sẽ màu xanh lá cây mà nó cái khăn nó nhỏ hơn. Cái này là đồng. Mình lấy loại nào đây? Bây giờ lấy bông súng đi. Uh-huh. Với rau muống. Ok. Mình phải đầy đủ mới được. Không đồng bằng cái này đâu. Cái này cái gì đấy? Cái này là rau dừa. Cái này rau nhúng lẩu mắm ngon lắm. Rau gì? Rau
dừa á anh. Ok, lấy luôn. Nè, có củ nèo nữa nè. Mới phát hiện ra một loại có trong bún nước lèo của anh cua. À. Củ ngại bún. Củ gì? Cái ngại bún ấy anh. À. Bún để nấu bún nước lèo. Không, nấu nước lèo của bún cá. Dạ, bún cá. Đó. 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 Rồi, củ nèo. Củ nèo, có. Củ nửa ký. Có chưa? Nãy có một. Có rồi. Cho em hai bó này. Rau đắng. Rau đắng. Rau đắng. Cái này rau dừa. Rau dừa. Rau đắng nha. Rau dừa đâu? Rau dừa này là non rồi. Này. Rau đắng. Đây à, rau dừa đây à. Muốn bún bào, bún bào, bắp chuối bào luôn. À, nhưng mà không thể thiếu được quả bông điên điển không? Điên điển nhà có rồi. À, nhà có rồi à. À, bông điên điển nha anh em. Có chưa? Cái này nửa bó hai bó nhiều lắm hả? Hả? Cái đó bó nhỏ thôi. Bó nhỏ thôi chị ơi. Tại nhiều rau. Nhiều đó. Nhẹ nặng cái anh. Củ nèo nữa, nửa ký. Củ nèo. Bông súng. Bông súng nãy hai bó rồi. Nãy em dắt ba em bông súng dùm luôn nha. Rồi bắp chuối bào 1 ký, rau muống bào 1 ký. Quá trời chuyên nghiệp luôn kìa. Rất là tươi luôn. Ăn đến đâu thì mới vào đến đấy. Chị bào như máy khâu nhỉ? À chưa xong à? Thế có người yêu chưa? Quay lên, quay lên. Kiếm người yêu cho chị. Trêu chị tí chị lại cho ăn đủ thứ. Cái bi chuối này lại khác hả chị? À. Còn chú này là chú gì chị? Chú xiên. À. À, hồi nãy là chú hộp là ngon hơn á. Thế lấy bao cái chú hộp đó đi. Ta. Ê ê chờ chờ. Dạ thì em lấy lại nè. Cái trái chuối non là không ăn được á? Trái chuối non này là ăn là chấm muối ớt là ăn ngon lắm đó. Đâu? Còn không một chút xíu mình để vô lẩu mắm luôn. Ờ. Chuối non á, về mình để vô lẩu mắm luôn. Đó, như vậy nè. Nó mình ăn nguyên trái luôn. Nó chát chát này kia mà mình chấm muối ớt vô là ngon dữ lắm luôn. Em ăn thử xem nè. Ấy, lấy quả nó non kìa. Đây, quả non đây. Đây, quả chuối non. Chát lắm. Nó cảm giác nó hơi chát chát. À. Nếu mà có muối thì chấm vô là rất là ngon. À, ăn cái non này thôi đúng không ạ? Ăn cái non này thôi, phóng kia nó hơi dẻo. Đây dẻ. Là quả chuối mà. Chị đường ruột á. À, chị đường ruột à? Ừ. Ăn cái này nó chát thì không chị đường ruột mới là lạ. Đây em gái làm miếng đi. Thấy bảo cô ăn... Lấy cho anh ăn hả? Không, lấy cho em ăn đi. Lấy em ăn đi. Em ăn đi, thôi ăn đi. Đây nè, ăn được à? Ngon. Đâu, cô ăn thử lại phát nữa nào. Ăn hết cả quả chứ. Cái đó lấy chúng lên là nó bánh luôn nha. Lấy cái đó luôn nha bà chị. Lấy luôn á. Chú hộp bò bào như vậy ăn ngon như lắm luôn. Tươi luôn á. Ngon hơn chú xiêm luôn. Dạ đúng rồi. Hiếm lắm. Cái chú hộp này nó hiếm. Ngon nha. Chú hộp luôn nha. Chú hộp này ngon lắm luôn. Yeah. Mình lấy cả quả chuối luôn à? Đây mình lấy quả chuối luôn, mình hồi mình bỏ okay. Vô lẩu luôn. Ăn nó bùi bùi. Thường thì với những món mà đặc sản như này anh em mình uống. Đấy, em mình, anh nói đây Minh Họa. Mình đang hỏi là uống bia hay uống rượu. Thì con em út nhà mình thì nó đã rót bia ra rồi. Đấy. Hôm nay là rất là cảm ơn bạn Song Hỷ Vlog đã bố trí một cái nhà hàng mà có những món ăn vô cùng đặc sắc ở cái miền Tây mà đặc biệt là Yên Châu, Châu Đốc, An Giang, đúng không em? Dạ đúng rồi. Đấy. Anh em hãy vào subscribe cho kênh Song Hỷ Vlog nha, sớm đạt 1 triệu sub. Kênh của em là được bao nhiêu thiếu bao nhiêu nghìn nữa thì đạt được 1 triệu. Hơi bị nhiều đó. À. 990 mấy nghìn em. Đúng rồi. Đấy, thực sự hôm nay các bạn này đấy, như anh em biết, anh em tôi là Lênh Đình ở trên sông Hậu, đúng không? Anh em tôi là đi vào mua những cái con cá linh này này. Đấy.
xong rồi về lại còn gặp trời mưa nữa. Thì hôm nay giới thiệu với cả nhà. Đây em giới thiệu đi. Ở đây là có những món gì đây? Cái này đây là món gì? Lẩu mắm anh. À, lẩu mắm. Còn bên kia là cá linh chiên bột. Cá linh chiên bột. À. Đây lẩu mắm nè. À, lẩu mắm mà hôm nay anh giám đốc khách sạn anh đi mua nhưng mà anh ấy đang bận tiếp khách. Lát nữa anh sẽ sang giao lưu cùng với mình. Rau mình ăn chung với lẩu mắm. À. À. Rau thì có những loại rau gì em? Em có thể chỉ chi tiết được không? Điên điển nè. Em cái nào là điên điển em chỉ cái để cho khán giả của anh biết được. Đấy em cứ để nguyên đấy. Cái này là điên điển nè. Cái này là bông điên điển đúng không? Đúng rồi. Ừ, còn cái này là rau muống. Rau muống đồng. Còn bắp chuối hột. Bắp chuối hột mới đúng. Còn cái này là đậu rồng. Ờ. Rau dừa. Bông súng. Ờ. Cái này là rau đắng. Thế còn cái loại rau bên này? Cái đó là bông súng luôn đó anh. Cũng là bông súng. Dạ. Sao hôm nay chơi làm súng thế nhỉ? Cái đó mình sẽ à, chua, à lát ăn canh chua. Thế còn cái này là cái gì đây? À, cá linh kho lạt. Cá linh kho lạt để ăn cơm đấy à? Ăn với bông súng, giỏi tài luôn. Đây. À, ăn kèm với bông súng. Thôi nhưng mà bây giờ ly đầu tiên anh xin cảm ơn hai cô gái miền Tây, một cô ở LA, Los Angeles, hay còn gọi là Long An của bên Long An của bên Mỹ, còn cô bé là ở Châu Đốc, An Giang. Rồi mời nhà em hết nhá. Em ăn đã. À, hết luôn. Wow. Quá tuyệt vời. Là anh em mình sẽ khai vị bằng cái món cá linh lăn bột này nha. Uh-huh. Đây, của anh đây. Cá linh tẩm bột chiên đúng không? Dạ, chị ơi. Dạ, rồi em xin cảm ơn. Dạ, mình cứ double lên đi. Cứ double à? Cái này mình chờ món gì nhỉ? Nước mắm làm. Đây. À. Đây. Mời anh em, món cá linh chiên. Đấy, anh em thấy không? Nước mắm me đấy anh. À, nước mắm me à? Dạ, yeah. Me non dầm à. Me non dầm. Dạ. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Nó bùi. Dạ. Nó bùi mà nó béo. Cá linh non là sản. À, nó có cá linh già nữa à? Có anh. Có. À. Có bự khoảng một ngón tay nè. Ờ. À, thế là cá linh non thì mọi người đem bột. Chế biến nó trên bột, còn già rồi thì nó làm mắm đúng không? Không, già là anh nướng nguyên con. À, nướng nguyên con. Chấm với mắm mè. Mà cá linh này là chỉ có mùa nước nổi thôi đúng không? Đúng rồi anh. Chỉ có mùa này mới có thôi, còn mấy mùa khác là không? Nó chảy từ bên ấy về à? Dạ đúng, nó, bên cam á? Ừ. Anh ăn thêm không? Thôi được rồi. Mùa này nhậu với bia là bén lắm ạ. Bén à? Thế bé thì phải hết đi. Xem ai hết trước nha. Quá đã. Bây giờ mình qua lẩu mắm đi hả? Bây giờ mình chiến lẩu mắm luôn á. Nó sôi rồi em bỏ đồ vô nha. Ờ. À. Đây, chị muốn ăn cái gì? 1, 2, 3, ôi dồi ôi. Anh em ơi, cứ phải gọi là nó thơm. Chưa được ăn nha anh. Chưa được. Mình chưa có thịt mà. Thịt gì em? Đây. Để thịt. Cái này là vô cho một ủ. Nhưng mà ống kính nó đã mờ chưa? Mà ống kính nó còn thơm. Đây anh em này. Lẩu mắm này thì có lương đồng nè, có cá bông lau, thịt bò, ốc, cá linh non. Đây này, cái này là lươn, hôm nay là mình đi chợ đây đúng không? Chiên qua đây anh. Lươn đồng này. Còn cái này thịt gì đây? Thịt bò hay nè. Cái này là cá bông lau. Cá bông lau. Thế bảo cá bông lau là rất là hiếm đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, cái nào hiếm thì mình ăn trước. Cho luôn ớt vào luôn. Cho ớt lên. Ui, nhìn nó dày này. Ê. Cho lươn đi em, làm một nồi siêu to khổng lồ. Đây, cho nào. Miếng ốc nữa. À, ốc hôm nay chúng ta cũng đi chợ shopping ấy đúng không? Đúng rồi. Tôm luôn. Cho hết luôn chứ. Cho hết vào đi em ơi. Anh thích cái kiểu mà cắm. Ờ. Đấy, ngon chưa? À, thiếu cá linh nha. Lẩu mắm là không thể thiếu cá linh được đúng không? Đây này. Rồi, thực sự mà nói là hôm nay cá linh này là chính tay anh em tôi đi bắt. Lên sông. Đi bắt mà chúng tôi mua ở trên sông. Đấy. Anh vợ chồng bạn Song Hỷ Vlog này là còn phóng sinh hôm nay là hơi bị nhiều. Lẽ ra mà mang về hết là mời đừng hơi đông người chơi đấy. À, cái này là mực đúng không? Mực, mẹ
này chắc nằm của hải sản Phan Diễm quá. Mực hải sản Phan Diễm. Giới thiệu với Song Hỷ Vlog, đây là chùm hải sản. Khi em nào ủng hộ em nha. Rồi. Yến thôi chị, em cũng chuyên yến biển. Rồi đây có gì em ủng hộ. Dạ. Coi chị liền. Hai chị em có số của nhau chưa? Dạ có rồi anh. Nhắn tin với nhau từ đêm qua rồi anh ạ. 0929 229988 em nhé. Dạ. Đấy, số thì mình nhớ kinh lắm. Thế mày có nhớ số điện thoại của anh không? Dạ nhớ. Số bao nhiêu? 056 345 6789. Dạ. À rồi đi, trong khi chờ đợi. Mọi người uống đi để em canh em nấu chín nha. Nồi này quá đã luôn. Không biết là một cái nồi này ở đây thì bán bao tiền? Bà này cũng chưa biết. 300 quá. 300 thì anh nghĩ chắc ngày nào anh ăn ở đây. Lúc mình đi mua nguyên liệu nó hơn 300 rồi mà. Nhưng mà cái này là lát ăn cơm à? Hay là ăn luôn được chưa? Ăn được chung chín rồi đấy. Thế bây giờ anh em mình khi là có hình như có gì trái trúc nữa. Mình nặng chung với trái trúc nó sẽ ngon hơn. Trái trúc là trái gì? À, trái trúc là giống như kiểu chanh. Em vắt hay anh vắt? Bây giờ anh vắt đi. Hai anh em mình cùng vắt. Như vậy nè, như vậy nè. À, vắt là phải ngược lên. Ngược lên, ngược lên. À. Các bạn biết lý do tại sao phải vắt ngược không? Đây này, anh em nhìn đây này. Phía trong này rất là nhiều hạt, đúng không? Đấy. Rồi, tiếp đi em. Trái này nó thơm hơn trái quất mẹ là chanh. Một chút xíu anh ăn cái cá kho lạc này chung với bắp sỏi. Anh múc kêu chén đi xong anh bỏ ra vô anh này. Đâu, các em hướng dẫn anh ăn theo đúng kiểu chất miền Tây xem nào. Đây. Đây. Đây, để em múc cảnh. Rồi em sẽ múc cho anh một miếng bắp sỏi. Đầu tiên là anh em rau. Đấy. Bắp sỏi nha. Cái đây cái gì đấy? Xoài à? Dạ xoài nè, bông điên điển nè, với rau muống. Thơm. Rau thơm một tí xíu. Thêm tí rau thơm nữa. Này. Rồi anh okay. Sẽ lấy thêm lên. Cá. Cho nó thấm cái vị chua chua. Ôi dồi ôi. Tí đậu hành vô. Quá uy tín luôn. Rồi, anh cảm ơn. Vậy em đi chén thì em múc cho nha. Xin phép Diêm anh dùng trước nha. Này. Đúng rồi anh ơi. Nhưng mà anh biết sao không? Rau ở đây là rau muống, ruộng luôn á, rau muống đỏ nên là rất là ngon. Hai em mời cả nhà nhá. Riêng cái này nó ngon một, nhưng mà người đẹp búc cho ăn là thành ngon 10 rồi anh em ạ. Quá đã luôn. Ngon đúng không anh em? Về miền Tây mà đúng là mùa nước lũ mà anh em không ăn những cái món chế biến từ con nước này thì anh em là đúng là quá thất vọng luôn đấy. Anh em phải ăn nhé. Anh Hải ăn cái con cá linh non á, anh Hải thấy sao? Có bị nhám, bị xương hay bị này kia không? Không, rất ngon. Ngon. Nó ngọt mà nó hơi có vị đắng đắng. Đắng đắng nuốt cổ họng nó mới ngọt bởi vì cái mật của nó ấy, đúng không? Thỉnh thoảng nó còn sót một cái mật nhỏ nhỏ. Cá nhỏ này người ta không bắt đúng không? Không, một lặt đấy anh, lặt hết từng con á. À, lặt từng con 15 ngàn tiếng, hồi nãy em định ở lại làm ấy. 15.000 một tiếng à? Dạ đúng. Một ký. Ê, một ký 15.000 một ký cá non gì nhanh. Công lạc thế. Thế mà người ta bán có 50.000 một cân. Vâng. Thế người đánh bắt về thì được bao tiền? Biết chứ đầu mùa là bán cũng có giá lắm mà. Xong bây giờ là cuối mùa, gần cuối mùa rồi. À thế nào? Giá giá thấy anh á. Anh xin phép làm bát nữa nhé. Ngon anh ha. Anh tự lấy. Rau này, bông điên điển này. Cái này cho cơm trắng. Ăn nó giòn. Nay mà ăn cơm thì bén lắm đây này. Này. Nước này. Uy tín luôn anh em. Phạm Dũng tí phải làm bát này đi em. Ăn này tỉnh người luôn. Anh Dũng đang bị bệnh rồi nào. Dũng là đói quá hay run tay. Đói quá bệnh luôn đấy. Ngon anh
Phá hóa đỉnh luôn này. Wow, ngon. Cá linh này nó ngon, ngọt, không xương. Nhưng mà mọi người không ăn cá to vì nó xương, nó xương uh-huh. nhiều cũng ngon, không béo mà. Mùa này có cá nhỏ nè. Nếu mà để to quá thì cái xương nó hơi cứng. Cá nó màu lớn lắm, con cá linh này nó màu lớn lắm. Nó màu lớn à? Dạ. Vì nó lạ nước. Dạ. Lạ nước, nước nó mới về, đâm ra là nhiều cái em, nhiều phù sa. Ăn đi mọi người ăn. Dạ. Ăn đi nha. Chị dễ ăn cá đúng không? Em múc cho. Dạ đây, em còn bên này nè. Cái là dĩa cao này quá. Vừa ăn ra luôn á. Về đây ăn những cái rau, rau rau mà mọc tự nhiên ngon. Hôm nay là còn thiếu hẹ, thiếu hẹ nước. Nè. Ở miền Tây của em mùa nước nổi là còn hẹ nước nữa. Ừ. Về Los Angeles có không em? Tùy á, nhiều tỉnh thành có. À. Hẹ nước hả? Dạ. Hẹ nước ra sao không? Ừ. Chị không biết hẹ nước hả? Không, em không biết hẹ nước. Ngon lắm. Nó phải mọc ở dưới sâu ở dưới nước, ở dưới ruộng á. Xong người ta phải mò dưới để lấy lên. Ừ. Xong rồi quấn chấm với mắm kho. Trời ơi. Hoặc là chấm với cá linh kho lạc kìa nè. Rồi, là em không biết luôn rồi. À, vậy chắc là vùng Đồng Tháp, Long An của người em mới có quá. Ở đây là em chưa thấy. Bữa nào em gửi xuống. Quá đỉnh luôn anh em ạ. À. Đúng là ăn bát cá linh kho lạt này. Mình nói kiểu người Bắc là cá kho nhạt. Đúng không? Nào. Tiểu muội. Nay rất tiếc là khi không có bạn Ánh Cua. Bạn Thái Nhà Bẻn. Thái Nhà Bẻn thì về Bình Thuận các bạn ạ. Còn Ánh Cua thì về Cà Mau đi buôn cá kho sặc. Đấy. Em để rau vô không? Để rau vô. Cái này là chín rồi này. Ờ. Rồi bây giờ để rau đi. Lấy cái bát múc được không? Ba rọi đi, ba rọi chín rồi đó. À. Mình vào đây mình phải ăn ấy chứ em. Ăn cá cho nó mới ngon chứ. Em lại bảo anh ăn ba rọi hỏng rồi. Rồi anh em này. Mời các người đẹp nha. Nhờ chị cho rau vô luôn hả? Em cho rau luôn đi. Để rau luôn đi. Ờ. Em bắt chuối hộp đi. Nè anh ăn thử bắp chuối hộp đi. Ở đây là bắp chuối này nó hiếm. Bắp chuối hộp. Ừ. Chứ phải bắp chuối xiêm đâu. Bắp chuối xiêm thì dễ kiếm, còn bắp chuối hộp khó kiếm. Ừ. Rau đắng. Còn rau đắng thì rau đắng thì khi nào mình ăn thì mình trụng lấy ra liền, nó không bị đắng nhiều á. À. Để lâu quá là nó bị đắng. Trụng lên, anh trụng sơn cái là anh lấy cắt ra liền. Anh Hải ăn sống luôn á chị. Oh, anh hay ăn tươi nước sống lắm ạ. Ấy miếng lươn thì uy tín đấy em ạ. Ăn mắm kho là phải có cà tím nha anh. Uh-huh. Rồi một miếng thịt ba rọi. À. Miếng điển nữa. Cho anh nhiều nhiều bông điên điển chị. Này. Ở ngoài Bắc có bông này không anh? Ừ, có khi có nhưng mà cũng không biết đấy. Dưa leo nữa nè. Em nghĩ chắc không có đâu. À. À thôi thôi em ơi, dưa leo thì ăn bông điên điển thôi. Dưa leo ngoài anh đài. À, anh thử đi. Ăn thật chứ? Dạ. Ăn thật được không? Chị đem mất dạ. Thật luôn là anh. Ừ. Thôi các bạn này. Rồi. Thử quả lươn đồng uy tín chưa? Này. Nóng hổi luôn. Mời anh em nha. Anh Hải thử cái đùi đi. Thường là cái đùi lươn rất là ngon á. Béo á. Dạ. Em yên tâm, anh ăn hết. Ôi, chua 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 nha. Ừ, tôm Ánh Cua à? Không, phải thử cá linh non anh kẹp vô. À. Thế không, cho thêm tí nước nữa vào đây đi. Thật sự là anh em ạ. Cái lẩu mắm này ấy, mới đầu mà anh em ăn chưa quen ấy, rất khó ăn vì nó mùi, nhưng mà thực ra là ăn rồi mới nó mới nghiện. Thôi em bạn chị em cũng vậy. Ừ. Cái lươn đồng cũng ngon kìa. Bản thân cái lươn này là lươn tự nhiên. Em ơi, là anh em mình cạch đi cái. Ok. Ừ.
rủ chủ tịch vào nè. Ừ. Chủ tịch ăn đặc sản miền Tây. Chủ tịch cũng thích lắm, nhưng mà nhà này đang cũng khá là bận. Nhà mình đang sửa cái nhà hàng khách sạn cạnh nhà hàng để làm nhà hàng các bạn ạ. Tập trung vào làm nhà hàng. Đây, này, ngon chưa? Cái này, cái bông điên điển này ăn ngon. Ngon nhỉ? Đó. Nào, thử bi chuối nè, xem mà có ngon bằng chuối chuối rừng của mình không. Chuối hôm nay là cái chị sắt chuối như máy khâu các bạn ạ. Sàn tít thật đấy. Chuối hột em, chuối hột là nó sẽ mắc hơn chuối bình thường. Ừ. Nhưng mà cái vị nó ăn ngon lắm. Ừ. Đây là mực hải sản Phan Diễm nha anh em nhé. Wow. Dung mình. Nè. Ngon. Thêm miếng cải nè. Cải này là ở đây là mọi người hay ăn với mắm kho đúng không? Sạch tiếp. Ở đây là có một điều em ạ, là anh em nhớ khi ăn cà nhá, cái cà này nó nóng lâu. Em vừa bảo gì? Nó sẽ nóng. À, đúng ý anh bảo thế nóng á, lâu á. Phải thử kỹ. Ngon. Hay một năm ở đây là có mấy tháng mùa nước nổi? Khoảng 2 tháng, khoảng 2 tháng, quay trở lại. Ừ. Chí bị sâu trong em á, thì đôi khi chỉ còn có một tháng thôi. Tại vì bên em là gần tiền An Giang rồi mới chảy ngược về dưới em ấy. Uh-huh. An Giang đôi khi sẽ lâu hơn ở chỗ em một xíu. Uh-huh. Em thì có trễ. Gọi em là bên thượng nguồn đấy đúng không? À không phải. Thượng em đầu. Là hạ nguồn chứ. Hạ đầu. Của thượng em là đầu nè. Em là thượng nguồn. Mình nói đầu nguồn với cuối nguồn cho dễ anh. Đây là cái rau này là em bảo rau gì nhỉ? Cái này là rau dừa với rau đắng đấy anh. À, rau dừa với rau đắng. Rau nhút nữa nha. Chị cho rau thêm đi chị. Muốn ăn rau gì nè? Chị cho thập cẩm đi. Đừng có cho dưa leo gì ạ. Rau muống không? Rau muống, rau chuối luôn. Đấy. Nãy giờ là chưa ăn đậu rồng đúng không? Dạ. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Đậu rồng này kẹp với mắm sống nữa chị nha. Ngon lắm luôn. Nè. Đậu rồng, đậu này. Đậu này trên anh á. Nè. Nãy giờ lo chưa ra. Hay xào mẹ thịt ngựa. Ôi, có bao nhiêu món đâu nữa. Cù neo. Cho thêm ít bông súng nè chị. Em có phải thích ăn bông súng nhỉ? Hồi nãy mình quên một điều. Đó là cá kho lẹt phải ăn với bông súng. À thế à? Ngon này nè. Bông súng này non hay ngon hơn đúng không chị? Đúng rồi, để mình thiếu ăn. Đấy. Ăn cái này nó uy tín nhất là cái rau anh em ạ. Này thế mà bây giờ có thêm bài ca cổ ra đúng miền Tây luôn anh ạ. Dạ. Yeah. Chút xíu nữa. Chưa có luôn hả chị? Chưa có. Nhà hàng này cũng hay có cái kiểu hát hát ca cổ á. Thì lâu lâu anh chị về đây thì em phải cho anh chị thưởng thức ca cổ như thế nào. Đúng chắc miền Tây ha. Đúng rồi. Chứ nghe nói em biết ca không? Không, em không biết ca. Em không biết ca cổ. Ca mà trẻ thì biết đúng không? Đúng rồi. Thì em hát tặng bọn anh vài nhé. Này Dũng ơi, cái này sôi này. Ủa đá quá. Biết thế lúc chiều anh không ăn đậu rán nữa em ạ. Đúng không? Chiều nay mình bị Diễm nó dụ ăn đậu rán các bạn ạ. À đây, em bảo anh ăn cái đuôi đúng không? Dạ đúng rồi. Đuôi lươn là anh rất thích luôn, bởi vì cái phần đuôi thứ hay là phần béo. Cái tinh túy của con lươn đó, nó dọn hết.
Ngồi gần người đẹp nóng quá. Ăn mà sắn tay áo, ăn ngon mà sắn tay áo rồi cả nhà. Đúng rồi, cái đuôi lươn béo lắm nè. Chung là đi đâu mà cứ có đồ ăn ngon. Thế à, các chị em xinh tươi thế này thì chắc là mình sớm muộn lên tạ đấy các bạn ạ. Chín mấy cân này. Này, mời anh em nhá. Ngon. Em ơi, cái này bây giờ nhá, cái ớt ấy nó ngấm ngấm ra một chút đấy, bắt đầu nó mới có vị hơi hơi cay 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 cay. Mọi người chắc là chuẩn bị hát các cậu. Chị ơi, hình như mình còn cái cá to lắm á. Ờ. Này cá to này. Cá đấy gọi là cá gì nhỉ? Cá bông lau anh ạ. Ờ, cá bông lau thấy bảo là một trong những loại cá mà nó nằm bên chú ở dưới này luôn rồi nè. Ôi, đã chưa? Ôi, cái mỡ nó là béo ngậy luôn á. Thôi anh ngại lắm. Thôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Đấy, chị đi đi chị. Đấy, đúng sở trường luôn anh em ạ, quả bụng cá này. Rồi, em cảm ơn chị. Cá này ngon lắm anh ạ. Mời anh em. À, An Giang quê tôi à? Ok, hay quá, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Cá ngon, ngậy lắm. Hy vọng là bài nhạc này không dính bản quyền các bạn nhé. Về ấp đồng răng răng thăm đôi thăm đông cao nghe lòng thấy cao người ơi nắng rơi rơi trong thời gian biết mất chắc thì về ai ca ơn tình ý ca mai đó đây anh miền Tây chưa? Hả? Anh đây yêu miền Tây không? Có. Yêu ca miền Tây, yêu cả món ăn miền Tây đó. Bà con miền Tây nữa nè. Đấy. Hay quá. Tôi đơn nam gian giữa một ngày trời sắc nắng. Quá hay. Một góc quê hương nghĩa tình sâu lắng để ta nghe dương văn trong lòng. Vừa nghe vọng cổ, vừa thưởng thức ẩm thực tỉnh Ngao. Nhưng mà em lấy cho anh quả cá này uy tín quá. Ngon. Tặng hoa, tặng hoa. Em đi kiếm cho anh bông hoa đi. Hả? Kiếm cho anh bông hoa đi. Trời quê rằng đất sâu lòng nàng người ơi.
hay. Một bước chân hơi đậm tình xứ sở, ai đến nơi đây lòng còn ngờ xa về. Tình đất nước tình quê sâu nặng ngàn đời, lời ai hát trên đồng xanh mang nhắn chào cha con tình xa. Đây đây, đây đừng có đợi tí. Có phải hát giáp không em mà hát hay thế? Hát thì mà anh em mình vẫn không quên món canh chua cá linh các bạn ạ. Anh thích ăn cái rau này lắm. Rau bông điên điển này. Bông điên điển này thích ăn ngon. Em hát nhạc này không? Em hát là mọi người về hết luôn á. Yeah. Quá hay. Quá tuyệt vời. Xin thành cảm ơn nhá. Vừa điển trai mà lại hát hay. À idol em à. Em có xem kênh của anh à? Bắt tay cái. Em có uống bia, em có nhậu không? Không, em. Dạ không à. Ok. Dạ. Thế thôi anh cảm ơn nhá. Dạ. Rồi. Tuyệt vời. Em là có ở đoàn nào không? Đoàn dạ, em là bên câu lạc bộ đàn ca tài tử Châu Đốc. À, câu lạc bộ đàn ca tài tử Châu Đốc, thần nào bạn hát hay thế nhỉ? Điển giai hát hay. Này là tốn gái hơn Hải rồi. Đây là ai mà không hay anh? À thế à? Em biết hát không? Em hát bài đi. Em hát một bài đi. Chút xíu nữa đi, phải nhìn nhà. Ok, thật nhá. Rồi. Tí nữa là Song Hỷ Vlog sẽ hát cho anh em mình nghe. Cho tất cả quý khán giả cùng tất cả mọi người cùng nghe. Bây giờ anh em tôi nhậu đã. Nào. Ui rồi, uống đi. Cho anh xin viên đá nào em ơi. Cho em xin viên đá. Quá đã. Cái này mình có phải cho bông điên điển hơi sớm đúng không? Dạ đúng rồi, lẽ ra là so mình bỏ vô là mình ăn thôi. À mình cho cái này sợ nó chín quá nhỉ. Này canh chua, ngon lắm á. Cá linh này nó cũng nhát lửa, cũng mau chín lắm. Nhát lửa. À hôm nay mình nghe từ nhát lửa có nghĩa là cái tôm nhát lửa, tôm nướng nhát lửa có nghĩa là tôm nướng mà nó rất là nhanh chín ấy. Đội đàn ca này thì hát rất nhiều bài hay, nhưng mà mình thì chỉ sợ là dính nhạc bản quyền đấy các bạn ạ. Dính thì mình làm lại không, nhưng mà phát lên rồi mới dính. Hôm nay lại anh em lại bảo ui tại sao anh Hải
Ông Hải gắp video lên ông lại gỡ xuống, không phải tôi gỡ đâu, mà do YouTube xóa đấy anh em ạ, dính nhạc bản quyền đấy. Ừ. Lại về với An Giang. Bye bye bữa nãy à? Em với bộ làm quen các bạn. Thấy bông hoa nữa. Cái hoa này là phải tờ này nó mới xứng đáng. Quá hay. Thắm mặt đất hàng gian xuôi theo dòng sông hậu để thấy lâm xuyên đàn theo dấu bước tiên. Trời ơi em ơi, quá hay em ơi. Mình mà có giọng hát như này thì chắc là thôi rồi, đốm tìm rồi ấy. Nhưng mà vẫn phải làm tí lầu. Mày cho anh quả mỡ mình tí quá. Em không chờ. Quá hay. Hay thật sự luôn. Đồ ăn ngon, ca hay. Quá đỉnh. Bài hát rất là tình cảm luôn ấy. Rất là kiểu có hồn, có hồn. Bài hát này rất là tình cảm. Vẫn phải làm miếng gói. Có còn gì đây? Còn đây là phương hoàng.
Mọi người nghe hát hết rồi, cho xin viên đá. Cái này tắt được rồi em, nó nát quá. Xin mai viên đá. Mọi người đang bận này, nghe hát anh em ạ. Các em là hơi bận nghe hát đấy nhá. Anh cảm ơn em. Này mình biết. Từng hạt lúa vàng sai ba mùa gặt hái và có ngó nơi đây ai cũng vui. Rất nhẹ nhàng nhé. Đó. Này lớn tốn gái lắm này. Hay đấy, mình không biết gì mấy mà hay. Hay chỉ hứa thôi. Hay quá. Em ơi, mà hỏi cho chị xin số điện thoại nha. Ơi em ơi, đừng em ạ. Mà em còn trẻ lắm. Ok, em cảm ơn. Đây là giới thiệu với cả nhà anh giám đốc quản lý nhà hàng. Ôi trời ơi. Chúc sức khỏe anh nhá. Hôm nay là anh có một cái bữa cơm là vô cùng tuyệt vời các bạn ạ. Quá ngon anh ạ. Em ăn bây giờ no căng rồi này. Ngon. Anh ơi, cái nhà hàng bên mình là mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? 6 giờ tới 10 giờ. 6 giờ sáng. 22 giờ. Tới 22 giờ. Thế nếu mà muốn ăn
những cái món ngon như này thì alo cho bên alo cho khách sạn. Khách sạn là số điện thoại bao nhiêu anh nhỉ? Anh có thể đọc qua là số điện thoại hotline ở bên khách sạn nhà hàng được không? 0296 3394567. Anh đọc lại một lần nữa nào. Anh đọc lại một lần đi. 0296 3394567. 34567 à, số điện thoại khét đấy. Nhưng mà không bằng số điện thoại của mình được. Rồi, chúc sức khỏe anh nhá. Cảm ơn anh. Mời anh em. Bài bài kênh Spa Hải Spa TV. Ừ. Rồi. Rồi, sau đây có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây bởi vì là mình cũng muốn nghe thêm rất nhiều những bài hát nữa. Mình chỉ sợ là bài nữa à? Giao lưu. Thôi làm thêm bài nữa. Lắng nghe bài nữa nhá. Xong rồi nốt bài này thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào những video tiếp theo. Mời các bạn nghe nốt bài nữa nhá. Ok. Anh cảm ơn. Quay đây em. Chào các bạn đi, để anh em mình nhậu tiếp nha, bye bye. Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy. Hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.